Grapper, Carthage Zip, vâng xi măng tiếp tục cầm pơ. Vâng cho Tron lúc nãy thì bây đổi thành Greg từ Teo Nam Egypt. Vâng Hào Katha. Vâng, bài đấy có quả phụ này. Semper. Măng có bảy hiệu xa. Vâng, rừng là rừng thông rồi nhóm măng. Vâng, bảy yêu đã về với nhà chính rồi, có thêm một voi phía xa này. Quân là Carthage Zip. Vâng, quân đội bạn là quân mà nếu như châu phù chúng ta là tím đấy. Đóng nghe và chuẩn bị tật S nào, đá nốt còn hiệu về. Bài đôi voi được không? Bên này thì game thủ tễu báo về là bài ổn. Một voi về nhà chính. S đóng tại cánh rừng thông. Đây là bầy hiêu. Vâng, hiêu này là hiêu to. Hold it.
Mi đèm, măng ơi. Vâng, gặp luôn con giò đối phương. Vâng, tẹo báo về là 8, mất bãi gỗ. Mất bãi gỗ. Vâng, màu 6 lên đời là muộn thôi, nam lên đời muộn thôi. Bãi vàng này. Vâng, bãi vàng vẫn còn dân lẻ bên ngoài. Vậy để ăn bãi quả đến từ màu 6 đến từ vùng nam. Vẫn còn dân lẻ bên ngoài. Vâng, Greg, đây là màn hình máy của xi măng. Xi măng báo về là tham ổn. Vâng, công an đã là hai áo. Vâng, khá đông. Ơ, đánh chém à? Hay là nó phù được? Như vậy là đội bạn chủ động đánh chém và đấu đầu với cung cung A. Vâng, đánh rất nhiều phù. Các bạn đang đánh rất nhiều phù. Thế quân này là thế quân mà chúng ta chơi chơi phù thủy thì cũng rờ có luôn. Con chém đứng mắc kìa, tễu kìa, cho cánh rừng kìa. Đóng thêm ma đi măng ơi, bây thằng tễu nó bơm đồ cho. Măng đóng thêm ma, tễu nó bơm đồ cho. Lên lên 4 luôn, à lên lên giáp 4 luôn. Rồi ok. Vé. Cho họ vào. Ông này cũng thầm thật đấy. Thêm cái A nữa nào. Ông bị ken gỗ rừng kìa. Đấy. Không vào được, ken nhưng không vào được. Tếu đang cố gắng chăn được màu 6, có phù. Đen luôn. Vâng, tham là 27 thôi. Xi măng con này tham là 41. Rất đông cung à. Vâng, báo về là game thủ xi măng bây giờ tham là to nhất bản đồ. Vâng, người to nhất bên kia tham là chỉ là 27 thôi. Vâng, khả năng chúng ta bật được C này. Vâng, vi diệu. Triệu like. Triệu like C này. Tuyệt vời. Triệu like. Đẩy cung A lên nào, tầm này cung A nhà là vừa đủ để thủ rồi, bo lận, bo luôn lại đi. Rất nhiều dân đang làm chung một cái ruộng. Tham lai là 41, đốt hai nhà P đi. Đốt hai nhà P này. Vâng, cung R nở ra bắn luôn. 4 nhà PA. Màn hình máy kia thủ tếu, báo về là rất nhiều ruộng, bơm đồ thoải mái. Vâng, xi măng này đang cố gắng cơ cấu lại đảo ruộng. Có gỗ không mà tếu ơi. Thôi không cần nữa. Măng này tự ăn gỗ. Không có gỗ, không gỗ bên kia đang làm, bây giờ mới làm gỗ.
Mang lại bị ông sáu ông quấy vào. Đợt này tên mất dân cũng là khá đau đấy. Mất tầm khoảng 6-7 dân. Tham lai chúng ta to, tham lai toàn quân thôi. Dân ít không nở dân. Nở mạnh một lượt dân không. Bên này Tễu đang tiếp tục cố gắng đi ăn gỗ để có thể phát triển to hơn. Có bánh xe là mà chạy thôi. Vẫn chưa có gỗ. Xi măng vứt nhẹ dân gỗ đi để cho Tễu đóng bé tiến bơm lại cho. Rồi ok. Tễu ăn nhanh gỗ đi để có thể đọc đặt để bơm đồ cho game thủ xi măng. Không có quân, không có quân. Bây giờ măng phải cân đôi, còn Tễu nó bơm đồ thôi. Tễu thì quản vào được không Tễu? Bơm gỗ cho măng, măng nếu Tễu có thì bơm gỗ cho măng để măng đóng theo cái A nữa nè. Tầm này Tễu nó nuôi khỏe lắm. Tễu đang nguyên một khoanh ruộng. Vậy đi măng. Rất nhiều phù thứ ấy gì. Tao nổ 2 cái P cho cạnh cái rừng vào đấy Tễu ạ, Tễu ạ, tự tin đi hôm đấy đi, không sợ đâu. Không, tầm này chả ăn bơm gì nữa. Sóc cả dân ra măng ơi, sóc cả dân em ơi. Sóc cả dân ra măng nhá. Hồi cả dân nữa. Giặt cùng ai kìa, khốn nạn kìa. Khốn nạn thế nhở. Lần này chúng ta sẽ bị bắt từ A này. Quan trọng là bạn cũng phải nằm xuống rồi. Vâng, Tham báo về là Tham đi dữ dội rồi. Ok, chúng ta thắng được giây này. Vâng, bật thành công với một giây đấu quá mãn nhãn. Với nhìn rất nhiều trận đấu chúng ta phải vượt khó. Thực Tễu ơi, ôi Tễu ơi. Tăng thêm vài cái A nữa em, tự tin lên măng. Sẵn gì. Nâng luôn đào vàng. Vâng, đốt tiếp hai nhà P của Egypt. Đổi nhà á? Ai cho đổi mà đổi. Không, rất nhiều khung R và khung mã của màu 6. Game thủ phương Nam mới cầm Egypt. Vâng, như vậy tôi nhầm phù này là phù màu 8, phù của Hào, nhưng mà là phù của Egypt. Phù Egypt cơ. Phù chỉ là phù Katha thôi. Nó đang điều kìa, cẩn thận kìa. Để ý tập trung nào. Có thì cứ bơm. Bên này ông Tễu ông bơm chắc trận này phải 2.000 đô cũng lên. Thôi không đuổi nữa, đuổi là mà sao ăn được tơ này của nó. Vâng, bắt hết luôn tơn quân. Màu 7 đi dân nhá, dân vàng nhá. Oh,
Bắt hết tên cung R của 16 đi. Tiểu sóc mạnh, bây giờ tiểu sóc mạnh chém cái quả đi. Bắt được một tên cung R to 16 này. Đã cái gì nữa? Vâng. Cái mặt ăn vàng ấy. Đấy cái mặt ăn vàng ấy. Cái mặt mà vị trí lúc đầu nó đặt mấy hai cái P bên trên con sườn dốc ấy. Có đi hàng khác vào nhà họ được không? Vâng, bên này tiểu 104. Đứng hẳn ở dưới dốc em. Tiểu ơi, đứng hẳn ở dưới dốc ấy. Nó đi vào nhà Simon không qua cái sườn dốc cái đầu, nó đi ở phía dưới cơ. Xi măng tao lại 60. 18 đồng chém lắm này. Sáu hết cung rồi, còn cái vẹo gì đâu. Đấy nó trôi với cả hai luôn. Thoải mái đi. Không, mày tầm này không thường nữa. Sử dụng thôi, sử dụng đều tay nhá. Đều đến rất đúng thời điểm. Phủ hết mana hết rồi, chém hết phủ đi. Còn gì chưa quyết nhà tầm này sợ đổi nhà nhất, sợ đổi nhà. Sợt mà không còn quân để mà đổi nhà nữa cơ. Dốc cao quá. Tuyệt vời. Sử dụng đều nhá, cả hai đứa nhá. Tầm này ông nào mà để cháy ruộng tôi chặt tay ông đấy. Xi măng tham lai là 50. Măng con ở dân đâu, hút đồ xong rồi dân bị bắn rồi. Vâng, ok, chấm 4. Bấm nữa đi. Chấm nó không có phù đâu, phù nó phù kéo hết sang bên kia rồi. Vâng, bơm thẳng vào ven. Rất nhiều vàng và rất nhiều thực. Hết vàng, 6 tiểu kìa. À, măng kìa. Đang bú rồi à, ok. Thôi. Đánh đi. Đến đâu lại thua ngược là bị phạt 200k đấy. Vâng, quyết rồi. Không đồ bơm thua luôn. Vâng, tỷ số là 3-2 ở trận đấu thứ tư. Vâng, căng thẳng và kịch tính. Khó thở với hai công thần này. Chúng ta thua một trận.